Ok nha, hello anh em và hello tất cả các bác. Xin kính chào tới toàn thể quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em Hai Audio nhé. Hôm nay thì tiện thể đây em Hai cũng đang setup những con băng số cho các bác khách. Và ở đây thì em đang bán được mấy bộ mic Beyer đây các bác này. Cái mic Beyer này thì nó rất là xịn anh em nhé, rất là hay luôn. Đấy, cái này là Beyer con mic, còn cái con gì ạ? Con băng số đây là của X5 của Agasound này. Đấy, em cũng đang setup và gửi đi cho các bác khách này. X5 của Agasound này em có 2 con anh em nhé. Đấy, 3 con nhưng bán 1 còn 2. X5 siêu xịn luôn. Và cái dòng này thì em Hai setup ở đây là em Hai đang test cái dòng mic Beyer để em Hai gửi đi. Cái mic Beyer này là mic Beyer cực kỳ xịn anh em nhé. Chất lượng âm thanh phải nói với các bác rằng là nó cũng rất là trội đấy các bác ạ. Và rất là ấm cũng như là không xé tiếng. Đấy, rất là hay luôn. Cái mic này thì em cũng còn phải ít bộ nữa. Anh em nào có cái nhu cầu thì lấy. Thì đây là một trong những cặp đôi X5 và mic Beyer. Thì chúng ta sẽ nói đến cái mức độ là nó rất là tuyệt vời đấy các bác. Bởi vì là trong cái tầm giá, ví dụ như anh em bỏ ra tầm trên 4 triệu, 5 triệu mua một cái sản phẩm, ví dụ như là mua hai sản phẩm giữa mic và vang, thì em khẳng định luôn với tất cả các bác, đây là hai cái sản phẩm phải nói với các bác rằng là cực kỳ tuyệt vời nhé. Cực kỳ tuyệt vời trong tầm giá luôn. Cái này nó sẽ có điều khiển kèm theo cho tất cả các bác này. Chất lượng âm thanh phải nói với anh em eco gì vượt cực kỳ mượt mà và cực kỳ hay. Cũng như là ở đây nhá, em Hai sẽ setup cho tất cả các bác ở đây là sẽ có một cái chế độ riêng để các bác nghe nhạc rất là tuyệt vời. Đó, rất là hay. Còn cái chế độ của anh em hát thì tí em Hai sẽ test cho anh em. Nhưng mà để nói với các bác rằng là cái chế độ nghe nhạc của nó cũng như là cái chế độ các bác chưa cần chế độ nghe nhạc thì các bác nghe nó đã cũng rất là hay rồi. Đó, em để đây nhá. Đây này. Nghe cũng rất là tuyệt vời rồi. Đây này. Đó, anh em nghe nhá, nghe cái chất, nghe cái chất lượng âm thanh nó rất là tuyệt vời rồi. Người về một mùa thu gió héo mây, về đâu có nhớ chăng những vì sao long lanh đưa tiếng người một đêm. Lòng buồn như chiều rơi, như trong đêm khuya, những bước chân qua thềm rồi niềm thương. Ok anh em, đó bây giờ thì em Hai sẽ test cái phần karaoke nhá. Mời tất cả các bác và anh em nghe thử cái phần karaoke của cái dòng X5 và cái dòng mic Beyer kết hợp trên con loa JBL 4012 nhá. Đây, mời tất cả các bác và anh em thì chúng ta sẽ lắng nghe thử đây ạ. Ok nhá, và xin mời tất cả các bác và anh em thì chúng ta sẽ đi test cái phần mic Beyer và con băng số X5 của Agasound nhé. Thì xin mời tất cả các bác và anh em thì chúng ta sẽ lắng nghe thử cái chất lượng âm thanh em Hai test trực tiếp trên đôi loa của JBL 4012 nhé. Có đầy của CD 4 kênh và đây thì Hai không có sử dụng xúc các bác nhé. Đấy, mời tất cả các bác và anh em thì sẽ lắng nghe thử cái chất âm của ngay bây giờ. Còn đêm nay ta với mình đi vào tình yêu, để nhung nhớ đêm trong muôn chiều, mai một ngày cuộc đời quanh hình yêu. Xa nhau xin nhớ ngày ban đầu sao xương, xin nhớ người mong chờ hiền, xin nhớ đêm tiễn đưa em đi. Ngàn ngày xưa trong sách sử, đến ngàn đời sau khi tổ quốc kêu lên tiếng sầu, đâu thiếu gì cảnh biệt ly nhau. Xa đi mang bóng hình của người con gái, mơ bóng hình tôi dòng sông dài, hai bên yêu cảnh môi hình hài.
ngày đi về, muôn lòng nở hoa ngày về, thanh bình hoan ca, con nước một nhà dưới thắm mặn mà như tình đôi ta, cô sẵn đầy nhà em bé cụ già vui bài tình ca. Thương tiếng thầm mộng đẹp rơi tay, em ơi xin nhớ ngày ta cùng sành bước, khi phố phường lên ngập ánh đèn, đêm đối trao tiếng thương sau cùng. Ok. Ok anh em nhé, này. Ngàn đời sau trong sách sử, đến ngàn đời nay khi tổ quốc kêu lên tiếng sầu, đâu thiếu gì cảnh biệt ly nhau. Ali 4 5 6 7 4 5 2. Ok anh em, cái chất mic nó rất là hay, cái chất eco gì vượt thực tế với các bác rằng là những cái dòng vang số như dòng vang số X5 thì nó quá là tuyệt vời rồi. X5 X6 rất là hay các bác nhé. Đấy, thì bác nào có cái nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với cửa hàng bên em Hai Audio nhé. Hôm nay em Hai cũng khá là bận, thì bây giờ em Hai cũng bớt chút thời gian em Hai làm video. Vậy thì mời tất cả các bác xem video nhé. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho em Hai một nút like nhá. Bye bye.